Vụ án chấn động tại đảo Koh Si Chang, Thái Lan. Chào bạn. Thái Lan, đất nước với lịch sử văn hóa lâu đời, được bao quanh bởi thiên đường nhiệt đới. Với điều đó dễ hiểu tại sao rất nhiều du khách quyết định đến đây hàng năm. Năm 2019, giống như bao người khác, du khách Miriam Vete đã rời khỏi chuyến công tác của mình để thưởng thức bãi biển trắng tuyệt đẹp của quốc gia này. Nhưng ngay sau khi bắt đầu hành trình, cô ấy đã gặp một kết cục bi thảm, là mất mạng một cách bất thường. Khi cuộc điều tra bắt đầu, cảnh sát nhận ra rằng cái chết của cô không phải là tai nạn, và những gì họ tìm thấy trên đoạn video giám sát đã thực sự để lại sau đó câu chuyện rùng rợn. Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với du khách này? Trước khi vào vụ án, nếu bạn muốn nghe những suy luận vụ án, những tư duy giải mã bí ẩn hay thích kinh dị, mời các bạn ghé qua kênh Chủ Bí Ẩn ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Câu chuyện hôm nay đưa chúng ta đến đất nước Thái Lan, thiên đường nhiệt đới có hòn đảo tuyệt đẹp là Koh Si Chang. Hiện nay Koh Si Chang có thể là một trong những hòn đảo gần nhất với thủ đô Bangkok, nhưng thực tế đó là một trong những nơi ít được biết đến với du khách nước ngoài, bởi họ sẽ thường hay đến những điểm nổi tiếng hơn như là Phuket, Koh Phi Phi, Koh Samui, Koh Phangan và Koh Tao. Vì vậy, đối với người dân Koh Si Chang, ngành đánh bắt thủy hải sản vẫn là nguồn thu nhập chính của họ đến ngày nay. Tuy nhiên bạn đừng lầm tưởng là nó không đẹp. Nó ít người biết đến, nhưng nếu bạn là một người thích đi du lịch hay muốn tìm kiếm một trải nghiệm thực tế với văn hóa Thái Lan thì chắc chắn là bạn nên đến đó một lần. Và vào tháng 3 năm 2019, trong số những du khách đã đến hòn đảo này để tận hưởng luồng không khí mới lạ, trong đó có Miriam Vetter, một khách du lịch người Đức 26 tuổi. Miriam là một người tự mình du hành khắp đất nước Thái Lan vào tháng 3 và tháng 4 cùng năm đó. Cô đã đi xa quê hương ở Hildesheim, Đức, nơi cô sống cùng mẹ và cha để bắt đầu chuyến hành trình của mình. Miriam là một người phụ nữ trưởng thành, tự tin, luôn đặt ra cho bản thân những kế hoạch nhất định. Sự thông minh và chăm chỉ là điều giúp cô luôn đạt điểm cao trong quá trình học tập, và cô sau khi tốt nghiệp trung học, cô nhập học Đại học Hanover để học ngành kỹ thuật cơ khí. Một ngành học mà phải nói là rất khó để theo học, vậy mà Miriam đã hoàn thành xuất sắc và tốt nghiệp bằng thạc sĩ. Sau khi ra trường, cô không mất nhiều thời gian để tìm được công việc trong ngành công nghiệp ô tô đang phát triển tại Đức. Một người giỏi như cô ấy chắc chắn sẽ tìm được việc làm xứng đáng. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình với việc trở thành kỹ sư làm việc cho một công ty nhỏ trước khi được nhận vào làm việc tại EC Automotive vào giữa năm 2018 với vị trí kỹ sư thiết kế và được cử đến trụ sở Hildesheim. Trong quá trình tự tiết kiệm để mua một ngôi nhà riêng cho bản thân, cô ấy vẫn đang sống tạm ở nhà bố mẹ. Công ty mới của Miriam có mối quan hệ quốc tế rộng lớn. Vì vậy điều này có nghĩa là công việc của cô thường xuyên đòi hỏi việc đi công tác, và rồi năm 2019, cô được cử đến Đông Nam Á để đàm phán thiết kế với các nhà đầu tư. Miriam là một người rất yêu thích du lịch, do vậy cô quyết định lần này kết hợp giữa việc vừa đi làm vừa dành thêm một ngày ở Thái Lan để khám phá hết cảnh đẹp. Cô luôn nghe mọi người nói những điều thú vị về bãi biển cát trắng, cảnh quan thiên nhiên và lịch sử văn hóa lâu đời. Vì vậy trong chuyến công tác này, cô muốn tự mình khám phá những điều đó. Sau khi hoàn thành xong công việc với các nhà đầu tư, cô ngay lập tức lên máy bay đến thủ đô Bangkok. Vì Miriam đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đi du lịch, nên cô biết cách giữ an toàn cho bản thân và xử lý mọi trường hợp không may. Một thời gian ngắn sau khi đến Bangkok, Miriam quyết định tiếp tục hành trình của mình đến thành phố Pattaya, nằm ở miền đông Thái Lan, và ngay bên bờ biển Pattaya là hòn đảo Koh Si Chang. Vào chủ nhật ngày 7 tháng 4 năm 2019, Miriam lên một chiếc phà tới hòn đảo này. Kế hoạch rất đơn giản, cô chỉ muốn thưởng thức các món hải sản tươi ngon, thăm một số ngôi đền cổ xưa, tận hưởng không khí trong lành. Một lát sau khi đến đảo, Miriam thuê một chiếc xe máy và tự mình tham quan xung quanh hòn đảo bằng cách nhờ sự hướng dẫn của Google Maps. Một trong những điểm đến mà cô chọn là tượng đài đá nằm ở đỉnh đồi. Mặc dù nơi này hẻo lánh, nhưng Miriam thích khám phá những nơi ít người biết đến để có trải nghiệm du lịch độc đáo. Thật đáng tiếc, điều này dẫn cô đến một kết cục bi thảm. Liệu cô ấy đã trải qua những điều gì? Khi cô đỗ xe máy và chào hỏi một người bán hoa ở chân đồi, một camera giám sát đã ghi lại cảnh Miriam đang di chuyển lên tượng đài. Quãng đường từ đây lên đó mất khoảng 5 phút đi bộ. Nó bao gồm thời gian để bạn ngắm nhìn xung quanh. Tuy nhiên, mặc dù mọi người đã nhìn thấy Miriam lên đồi, nhưng camera giám sát lại không ghi được bất kỳ hình ảnh nào khi cô đi xuống. Điều này rất kỳ lạ vì đó là con đường duy nhất để về. Đồng thời, xe máy của cô ấy cũng đang đỗ ở dưới và cô ấy phải quay lại. Khi đêm xuống, rõ ràng có điều gì đó không ổn khi trời tối mà không thấy Miriam xuống. Vậy câu hỏi lớn là tại sao cô ấy ở trên đó trong khoảng thời gian dài như vậy? Với việc đi du lịch một mình, Miriam thỉnh thoảng sẽ không có nhiều thời gian để liên lạc với gia đình, nên điều đó cũng không có gì lạ. Khi mà tối đến, người nhà của cô bắt đầu tự hỏi cô đang ở đâu và tại sao cả một ngày không có một cuộc điện thoại hay một vài tin nhắn.
và không may, lý do cho sự biến mất của cô sẽ sớm được phát hiện bởi một du khách Thái Lan đang đi dạo dọc con đường hẻo lánh. Giữa những ngọn đồi và dọc theo một khe núi nhỏ, du khách này phát hiện một thứ kỳ lạ. Và sau khi nhìn kỹ một lần nữa, anh ấy nhận ra đây là một xác chết của người phụ nữ phương Tây trẻ tuổi. Thật đau lòng khi cảnh sát sau đó xác nhận rằng nó là xác của Miriam Better. Thi thể cô được tìm thấy nằm trong một vũng máu, bị che phủ bởi những chiếc lá vụn và kẹp giữa hai vách đá. Người du khách thấy cảnh tượng đáng sợ này liền thông báo cho cảnh sát, và không lâu sau, cảnh sát đến đồi bắt đầu tiến hành điều tra. Sau khi kiểm tra cái xác, họ kết luận rõ ràng đây không phải vụ tai nạn. Cô ấy không đơn thuần là bị trượt xuống khe núi và chết, đằng sau đó còn có nhiều điểm đáng chú ý. Trước tiên, thi thể của Miriam hoàn toàn không mặc gì và một chân của cô bị gãy. Hơn nữa, toàn bộ phần mặt và đầu của cô cũng có vẻ bị đánh đập dã man nhiều lần bởi vật cứng như gạch hoặc đá. Và thậm chí là họ còn phát hiện Miriam bị tấn công tình dục trước khi bị giết. Nhưng chính xác ai là người chịu trách nhiệm cho những hành vi này thì cảnh sát chưa rõ. Như mình đã nói, ngôi đền trên ngọn đồi này chỉ có một lối vào và được đảm bảo bằng an ninh khá nghiêm ngặt bằng việc lắp rất nhiều camera. Trong cùng chiếc camera ghi lại cảnh Miriam trong ngày trước cho thấy hôm ấy chỉ có một người đi lên sau cô và sau đó thì không còn ai hết. Rất nhanh, cơ quan chức năng xác định được nghi phạm tình nghi trong vụ án. Camera giám sát đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông dừng và đậu xe của mình trước người bán hoa để mua một số hoa cúc và rồi anh ta bước lên cầu thang ngay sau Miriam. May mắn là đã có một nhân chứng nhìn thấy cả Miriam và người đàn ông ấy lên ngọn đồi. Và đó không ai khác chính là người bán hoa làm việc tại gian hàng nằm ở phía dưới chân đền. Người này cho biết anh ấy đã nhìn thấy người đàn ông xuống đồi và ngay sau khi anh ta đi xuống, anh thấy có một điều kỳ lạ. Mặc dù anh không chắc chắn vì người đàn ông ấy mặc áo màu tối, nhưng anh cho rằng quần áo của anh ta có vẻ ẩm ướt và bị đổi màu sắc. Anh liền hỏi anh ta có sao không, người này chỉ lắc đầu và nói rằng anh ta vô tình ngã, nhưng điều này hoàn toàn không thuyết phục. Vì vậy, người bán hàng chú ý kỹ đến diện mạo và biển số xe máy của hắn ta. Sau khi tìm kiếm thông tin trên biển số, họ phát hiện chiếc xe máy liên quan đến một người đàn ông tên là Ronald Khan Rumnon. Ronald Khan là một người địa phương 24 tuổi đến từ Kosichang. Mặc dù anh ta sống ở đất liền, nhưng anh ta cũng có thêm một chiếc thuyền để phục vụ cho công việc dọn dẹp vệ sinh bãi biển. Ban ngày, người đàn ông này sẽ đi ra biển và thu gom rác thải trôi giạt vào bờ. Anh được nhiều người miêu tả là người trầm tính, ít nói, thích ở một mình và thường không quan tâm đến mọi người xung quanh. Hơn nữa, họ còn nói thêm là ngoài công việc, anh ta dường như không làm điều gì khác. Sau giờ làm việc, anh ta chỉ về nhà xem TV, uống bia. Điều này nghe có vẻ như cuộc sống của người bình thường. Nhưng thực tế không phải vậy. Ronald Khan có bí mật khá tối tăm mà hắn luôn giữ kín. Hắn nghiện ma túy và phải thường xuyên lạm dụng chất này, có nghĩa là hắn lúc nào cũng trong tình trạng không tỉnh táo. Vì vậy, người này trở thành nghi phạm chính của vụ án. Ronald Khan bị bắt vào ngày tiếp theo khi mà anh ta làm việc trên chiếc thuyền của mình. Với bằng chứng chủ yếu là hình ảnh camera cũng như việc hắn nghiện ma túy, cơ quan chức năng Thái Lan không mất nhiều thời gian để ép hắn nhận tội. Thực tế, vụ án này được giải quyết một cách nhanh chóng và chỉ trong vòng 24 giờ từ khi Miriam qua đời, những chi tiết tàn bạo cũng như đáng sợ về cái chết của cô được phơi bày. Ngày 7 tháng 4 năm 2019, như mọi ngày khác, Ronald Khan thức dậy vào giờ sáng sớm. Anh bắt đầu ngày mới bằng việc uống vài lon bia, một vài ly rượu. Thật đáng tiếc là điều này không đủ cho anh ta vì cơn nghiện của anh ta tái phát một cách dữ dội. Sau khi dùng ma túy, Ronald Khan nhảy lên chiếc xe máy của mình và đi đến chân đền đá, nơi mà anh ta nhìn thấy Miriam đang bước lên cầu thang. Ngay lập tức, trong đầu anh ta hiện ra một điều gì đó muốn từ Miriam. Sau khi nhìn thấy người bán hoa trong bãi đỗ xe, anh ta mua một số hoa với hy vọng cô gái trẻ bị thu hút bởi món quà. Với hoa trong tay, anh ta bước lên cầu thang đuổi theo Miriam và sau khi anh ta theo kịp cô, anh ta cố gắng bắt chuyện. Tuy nhiên, việc làm này của Ronald Khan khiến cho cô gái trẻ cảm thấy không thoải mái. Rồi anh ta đưa cho cô gái những bông hoa và đề nghị muốn quan hệ tình dục. Không cần phải nói, Miriam lập tức từ chối. Cô gái trẻ thực sự sợ hãi trước người này và điều tồi tệ hơn là cô đột nhiên thấy chỉ có mình và hắn trên đỉnh đồi. Sau khi từ chối, cô quay lưng và cố gắng đi thật nhanh, nhưng Ronald Khan không để cô làm điều đó. Hắn theo sát cô. Hắn chờ đợi thời cơ hoàn hảo để tấn công. Chỉ trong vài phút sau, hắn thấy cơ hội. Hắn túm Miriam và kéo cô vào khu rừng gần đó. Cô gái kêu la thảm thiết nhưng rõ ràng không ai có thể cứu giúp. Sau khi bị tấn công tình dục, Miriam thực sự bị tổn thương. Cô gái trẻ này không ngừng khóc và cố gắng chạy trốn. Cô chạy xuống bên dưới dốc và hắn cũng đuổi theo. Trong tình trạng không tỉnh táo, hắn nảy ra ý đồ độc ác hơn. Hắn quyết giết chết Miriam vì hắn biết cô đã nhìn thấy mặt hắn. Trong khi suy nghĩ, Miriam tạo ra khoảng cách khá an toàn giữa cô và hắn. Nhưng trong tình trạng hoảng loạn cũng như bị thương, cô gái trẻ đáng thương vô tình vấp phải hòn đá và ngã xuống. Thật không may, điều đó khiến kẻ tấn công bắt được cô.
hắn nắm lấy một viên gạch gần đó, liên tục đánh vào đầu cô. Kết quả nó dẫn đến cái chết đột ngột của Miriam. Miriam bị giết một cách tàn bạo. Mặc dù Ronan Con giết cô để che đậy tội ác, nhưng hắn không có vẻ quá quan tâm đến việc che giấu xác. Hắn đơn giản là kéo cô lên dốc và rồi ném xác cô xuống khe suối. Vài giờ sau, Ronan Con ung dung về nhà. Hắn rửa sạch quần áo dính đầy máu, ngồi trên ghế sofa, xem TV, hút thuốc. Đây sẽ là đêm cuối cùng mà hắn được tự do. Ngay sau khi hắn ra khỏi nhà đi làm vào hôm sau, hắn nhanh chóng bị theo dõi và bị bắt. Sau khi hắn thú nhận trước cơ quan chức năng, bằng chứng pháp y đã được thu thập ngay lập tức từ hiện trường, trên xác của Miriam và nhà của Ronan Con. Mọi hoạt động được thực hiện để tái hiện sự việc, trong đó Ronan Con diễn tả chính xác cách mà hắn đã sát hại Miriam. Trong quá trình tái hiện, đầu hắn được đội một chiếc túi màu xanh để bảo vệ danh tính. Mọi thứ dường như hỗn độn, Ronan Con có vẻ như do dự trong việc hợp tác. Tuy nhiên, hệ thống tư pháp của Thái Lan rất nhanh đưa hắn ra tòa và chỉ 3 tháng sau cái chết của Miriam, phiên tòa đã diễn ra. Đây là vụ án tương đối rõ ràng vì nó có đủ bằng chứng từ camera và lời thú nhận của nghi phạm. Mặc dù Ronan Con không bao giờ tỏ ra hối lỗi vì đã giết Miriam, nhưng mẹ hắn lên tiếng xin lỗi thay mặt con. Bà nói với tòa rằng từ khi họ không sống chung, bà không hề biết con trai làm gì. Tuy nhiên, hành động của hắn đã khiến bà tức giận đến mức tự mình kêu gọi pháp luật đưa ra hình phạt nặng nhất cho tội lỗi này. Và ở Thái Lan, mức án tối đa cho tội giết người là tử hình. Mẹ của Ronan Con nghi ngờ rằng con trai mình có thể tái phạm nếu được tự do. Và cuối cùng, bà gần như nói với tòa rằng hãy tuyên án tù chung thân hoặc tử hình. Cuối cùng, Ronan Con đã thú nhận tội giết Miriam và với mọi tội ác của mình, hắn bị kết án tử. Người này hiện đang chờ án tử hình trong phòng chờ. Tất cả những người dân trên đảo đều kinh hãi và hoảng sợ. Thái Lan nói chung là quốc gia rất hòa bình, và khi họ biết rằng một người dân địa phương trên đảo đã có hành vi bạo lực và hung ác với một du khách, họ thực sự thấy xấu hổ. Cư dân hiện nay gọi anh ta là ác quỷ biến thái. Điều này cho thấy sự tức giận và căm phẫn của công chúng. Họ chưa từng chứng kiến bất cứ một sự việc tàn nhẫn nào như vậy, và họ hy vọng rằng hành động vô nhân tính của người đó sẽ không ảnh hưởng đến lượng du khách đến với Kosichang. Sau khi Miriam qua đời, cộng đồng địa phương đã cùng nhau tụ họp bày tỏ sự chia buồn thành kính. Từ các bà mẹ đến trẻ em và giáo viên đến các vị sư, tất cả đến khu vực nơi cô được tìm thấy để tưởng nhớ. Họ đặt hoa và cầu nguyện cho cô và gia đình với hy vọng họ sẽ sớm vượt qua nỗi đau. Như bạn biết thì Thái Lan phụ thuộc vào ngành du lịch để duy trì hoạt động và sự phát triển. Vì vậy, sự việc như thế này có thể ảnh hưởng khá nhiều đến nền kinh tế và dân cư địa phương. Đó là lý do vì sao cơ quan chức năng Thái Lan cố gắng giải quyết nhanh chóng các vụ án liên quan tới người nước ngoài. Điều này cũng bao gồm việc họ muốn che giấu những câu chuyện này để duy trì hình ảnh an toàn cho đất nước. Sau phiên tòa của Ronan Con, ngành công nghiệp du lịch địa phương tuyên bố kẻ xấu đã ra đi và chỉ còn lại những người tốt. Họ tích cực khuyến khích du khách quay trở lại Kosichang, và mặc dù danh tiếng của hòn đảo chưa bị ảnh hưởng nhiều, nhưng cư dân địa phương chắc chắn đã bị ám ảnh lớn. Tuy nhiên, tất cả điều này không thể so sánh với nỗi đau mà nạn nhân phải gánh chịu. Miriam, một cô gái trẻ thông minh, tốt bụng, luôn muốn tận hưởng cuộc sống. Sự nghiệp của cô đang trong giai đoạn thăng tiến và cô cũng còn rất nhiều ước mơ. Thế nhưng đáng tiếc tất cả bị phá vỡ bởi một kẻ biến thái. Để tưởng nhớ Miriam, Đại học Hanover hiện đang trao học bổng Miriam cho những kỹ sư triển vọng. Và với Ronan Con, anh ta phải đối mặt với hình phạt thích đáng. Cuối cùng, mình hy vọng gia đình, bạn bè Miriam và những người dân Kosichang sẽ sớm vượt qua việc này. Và đó là câu chuyện của hôm nay. Bạn thấy vụ án thế nào? Bạn có suy nghĩ gì? Hãy cùng comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn luôn xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.